bây giờ anh đứng anh canh lớp anh, cái đứa nào nó vô là anh cho nó 20.000 đưa tiền đây. Tại con muốn đứng chỗ nào? Cái này cái thành hình đó, thành lớp A, B, B của bà Tam á. Thành á, thành hình đó. Nước. Chèm nữa, cửa 8 giờ nó mới đông. Bây giờ nó còn đang ăn cơm mà. 8 giờ vô coi, 9 giờ nó hết. Ở nhà không dám mình lâm mua gì bỏ lên bỏ xuống cho hư ra thôi. Đi thẳng thẳng luôn anh, thẳng thẳng. Ta đây thẳng thẳng. Đi đường qua đó anh, qua đó chặn á. Con có tiết mục nào? Con có tiết mục nào? Có hai tiết mục rồi. Chị hai ở đâu? Hả? Thư hả? Thank you.
cảm ơn phần trình bày của các bạn đến từ lớp 10A7. Và sau đây, để tiếp tục chương trình, mình xin mời các bạn thưởng thức tiết mục múa được mang tên Linh Thiêng Việt Nam do phần trình bày của các bạn đến từ lớp 10A9. Xin mời các bạn. Thiếu ánh sáng.